Kinh tế toàn cầu đang đứng trước những rủi ro hiện hữu về đứt gãy nguồn cung các loại nguyên vật liệu chiến lược do ảnh hưởng từ xung đột ở nhiều nơi trên thế giới, căng thẳng thương mại, chủ nghĩa bảo hộ và khó khăn của chuỗi vận tải. Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương Việt Nam đã tích cực trao đổi với nhiều bộ, đối tác ở nước ngoài, trong đó có Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, để thiết lập cơ chế hợp tác nhằm duy trì sự liên kết, bảo đảm chuỗi cung ứng. Sau khi thống nhất về nội dung cũng như thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại, Công nghiệp Nhật Bản đã ký kết theo hình thức luân chuyển bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại, Công nghiệp Nhật Bản về hợp tác ngăn ngừa gián đoạn chuỗi cung ứng. Việc ký kết bản ghi nhớ này vừa có ý nghĩa đóng góp thiết thực vào kết quả chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản, vừa tạo thêm khuôn khổ hợp tác nhằm giảm thiểu rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là chuỗi cung ứng các loại nguyên liệu chiến lược cho nền kinh tế. Theo nội dung thống nhất tại bản ghi nhớ, hai bên sẽ thường xuyên chia sẻ thông tin liên quan đến các hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng giữa các doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản, xác định các trường hợp chuỗi cung ứng bị gián đoạn để kịp thời trao đổi về các biện pháp cần thiết phải thực hiện để nối lại hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng một cách nhanh chóng và thông suốt. Và để đạt được mục tiêu này, hai bên thống nhất sẽ tổ chức các cuộc họp thường kỳ và đột xuất, đặc biệt duy trì kênh thông tin liên lạc thông qua cơ quan đầu mối của hai bộ.